Alo, mình xin thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì trên bàn mình đây là một cái cây quạt anh em, mình mua ve chai với giá 20k. Cây quạt này thì mình mua lâu rồi, nhưng mình chưa có sửa lại. Hôm nay mình dọn nhà thì mình thấy có cây quạt này, mình nhớ rất là rõ là mình đã review rồi, đó là mình mua với giá đó là 20k nè. Thực tế là khi mình đi ve chai mua đúng là 20k luôn đó nè. Mình thì làm YouTube có gì mình nói nấy nha, đó là lời khẳng định của mình. Có sao nó vậy à? Thì cái quạt này á, cái hiện tượng nó như thế này nè anh em. Mình sẽ ghim điện vô ha, mình ghim điện vô và mình mở lên cho anh em xem thử coi nó như thế nào ha. Đó, mình ghim điện vô rồi nè, mình sẽ mở nè. Không có quay. Rồi, ghim điện vô lại. Lúc mình mua về mình test á thì có khi nó quay nha. Có khi thì nó không có quay. Không biết là nó bị cái tình trạng gì. Có khi nào nó bị cái hộp điện không thì mình không biết ha. Thì mình hôm nay mình muốn là tháo cái quạt này ra, mình sẽ đó là khôi phục cái cây quạt này lại coi nó có xài được hay là không. Mình không có biết sửa đâu. Nếu như nó bị lỗi chỗ nào đó thì mình chỉ là khôi phục nó lại thôi ha. Thì xin mời tất cả mọi người cũng như anh em theo dõi mình coi mình có khôi phục được cái quạt này không nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là tháo mấy cái gọng ra và mình sẽ đó là khôi phục nó nha. Mình tháo được cái lồng này ra nè. Chút xíu nữa mình sẽ đi vệ sinh cái lồng này lại nha nè. Quá dơ rồi. Rồi, mình sẽ tiếp tục tháo hết cái quạt ra, mình test cái motor nó coi nó có bị lỗi chỗ nào nha nè. Alo anh em ơi, sau khi mình tháo cái quạt ra hết trơn nè, mình đo thông mạch cái cọng dây nguồn của nó nè, mình đo thông mạch để mình kiểm tra thử cái cọng dây nguồn này còn xài được hay là không. Thì anh em xem này nha, nè mình đây, mình sẽ gắn vô cái đầu này nè, cái đồng hồ của mình nè, khi mình chập hai cái đầu vô nó kêu nghe te te nè anh em, nó kêu nè, nó sáng đèn nè. Bây giờ mình sẽ đó là gắn một cái đầu vô nè, bây giờ mình sẽ đo hai cái cọng dây điện của nó nè, cọng này là nó không có kêu nè. À, mình chập vô cái thứ nhất, ngay cả chập vô cái cọng thứ hai nó cũng im ru luôn nghe em. Nó im ru như người chết luôn á. Rồi sau bây giờ mình sẽ qua một cái đó là cái thứ hai nè. Đó, cái thứ hai nè mình cũng để vô nè ha. Bây giờ mình sẽ đo nè. Nè kêu nè. Nó kêu te te nè anh em. Thì theo mình đoán là cái cọng dây nguồn này nó tào lao rồi nghe em. Mình sẽ kiếm một cọng dây nguồn khác mình đấu vô thử coi mình quạt có nó có quay không nha. Nếu như nó quay thì mình chỉ cần đó là thay cọng dây nguồn là ok nha anh em. Đó là mình sẽ phục hồi được cái cây quạt này để mình xài nha. Còn nếu như mà không được thì mình tìm cái phương pháp khác nha. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành đó là thay cái cọng dây điện này trước nha anh em. Anh em ơi, mình đã thử thay bằng một cái cọng dây khác rồi nè anh em. Bây giờ mình sẽ ghim vô mình thử nha. Trước khi mình ghim vô thì mình nhắn trước cái số 1, số 2 đi. Ha, rồi mình ghim điện vô. Cái này nó hơi nguy hiểm nha, anh em đừng có làm theo mình nha. Đó, nó đã quay rồi nè. Nó đã quay cái trụ rồi nè anh em. Đó. Nó quay rồi đó. Ha. À, nó quay cái trụ rồi.
như vậy là rõ ràng là nó hư cọng dây nha. Còn chỗ này nó quay nó kêu lý do tại vì nó khô nhớt nha. Mình sẽ chế nhớt vô ha. Mình sẽ chế nhớt vô để mà cho nó hết kêu nghe nè. Rồi đây bây giờ mình sẽ thử lại nha. Trước khi mình thử mình kiểm tra cái này coi nó có bị chạm gì không nha. Đó. Nó chạy nhẹ ghe luôn, nó không còn kêu luôn anh em. Nè, nó chạy rất là ok luôn ha. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là mình đi vệ sinh mọi cái và mình sẽ gáp vô lại. Mình sẽ thay cọng dây mới vô ha. Là mình sẽ được một cái cây quạt ok nha anh em. Như vậy là rõ ràng là cái quạt này rất là ok ha. Rồi anh em ơi, để không làm mất thời gian của anh em thì mình đã nối cái cọng dây vô rồi nè. Nãy giờ làm cũng lâu á. Và mình đã vệ sinh lại nó sạch sẽ lại nè anh em. Nối cái cọng dây khác vô nè, cái chui khác luôn rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ ghim vô thử nha. Mình ghim vô điện vô nè. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đó là bấm cái số nó nè. Đó, quay nè, số 1 nè. Số 2 nè. Số 1, số 2 là quay hết trơn nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái cánh quạt vô và gắn cái lồng nó vô là mình coi như mình xong nha anh em. Mình đã hoàn thiện xong cái cây quạt rồi nè. Ở phía trước này đáng lý ra nó có một cái chụp nữa nhưng mà nó mất tiêu rồi. Lúc trước nó còn, mình tháo ra mình giục liền đâu mất tiêu rồi. Cây quạt này có hiệu là Senkyo gì nè. Nó có cái tấm chụp ở đây nữa mà mình tháo ra. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem ha, cái thành quả như thế nào ha. Rồi chúng ta sẽ ghim điện vào. Rồi chúng ta sẽ mở lên. Số 1 nè anh em. Nó quay nè. Và nó không có một chút gì là gọi là kêu ù ù như hồi lúc mới nữa. Đó. Quy rất là ngọt luôn. Số 2 nè. Đó. Anh em thấy không? Rất là ngon luôn nha anh em. Đó. Thì mình đã vừa khôi phục xong một cái cây quạt nha. Mình hoàn toàn không biết sửa. Mình chỉ biết là khôi phục thôi. Tái chế lại mấy cái món đồ mà nó hư hỏng rồi nha. Rồi. Nếu như anh em thấy như thế nào về cây quạt 20k này thì anh em hãy cho mình một cái lượt bình luận nha. Còn nếu như thấy hay thì đừng ngần ngại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để làm động lực cho mình làm các video clip tiếp theo nha anh em. Rồi bây giờ mình xin thân chào và hẹn gặp lại anh em trong các cái video clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.